Tổ thuốc gia đình xin kính chào quý cô chú anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video của kênh. Hôm nay tổ thuốc gia đình tiếp tục chia sẻ đến quý cô chú anh chị một sản phẩm mới đó là Harimox 500 hay còn gọi là Amoxilin 500mg của công ty dược phẩm Hậu Giang. Đầu tiên tôi tìm hiểu về thành phần của thuốc thành phần của thuốc mỗi viên Halimox 500mg chứa amoxilin trihirat tương đương 500mg amoxilin khang, tái dược vừa đủ một viên. Dạng bào chế của thuốc Dạng bào chế của thuốc, thuốc Halimox 500mg được bào chế dưới dạng viên nang. Chỉ định điều trị của thuốc Chỉ định điều trị của thuốc thuốc 500mg được chỉ định điều trị một số bệnh như sau. Điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp, tai, mũi, họng, nhiễm khuẩn đường tiết niệu, sinh dục, viêm amidan, viêm túi mật, viêm da, phòng và điều trị viêm màng trong tim. Chống chỉ định của thuốc. Chống chỉ định của thuốc Người bệnh mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Bệnh nhân có tiền sử dị ứng với các nhóm kháng sinh penicillin và kháng sinh nhóm cephalosporin. Bệnh nhân tăng bạch cầu nhân nhiễm khuẩn. Bệnh nhân đang điều trị với allopurinol. Cách dùng và liều dùng của thuốc cách dùng uống thuốc trước hoặc sau bữa ăn. Liều dùng của thuốc Liều thông thường, người lớn uống 1 đến 2 viên, nhân cho hai lần trên ngày hoặc theo chỉ dẫn của thầy thuốc. Video đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ và xem video của kênh. Kính chúc quý cô chú anh chị cùng toàn thể gia đình được nhiều sức khỏe. Nếu thấy video có hữu ích, vui lòng bấm đăng ký và chia sẻ cho nhiều người cùng biết để làm động lực giúp kênh ra nhiều video mới hay hơn hữu ích hơn phục vụ quý cô chú anh chị xin chân thành cảm ơn